vào năm 1284, đứng trước nguy cơ quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Trong thế địch quân đông đảo và dã man tàn ác xâm chiếm muôn phương, triều đình nhà Trần đã lo lắng về thế cân bằng khi chiến tranh xảy ra, nên đã quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Và câu chuyện lịch sử Hội nghị Diên Hồng ra đời khi Thượng Hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để hỏi ý dân về chủ trương hòa hay chiến. Hội nghị này được tổ chức trước thềm Điện Diên Hồng vào tháng Chạp năm Giáp Thân 1284. Hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự mà chỉ bàn nên đánh hay nên hòa. Vang lên quyết liệt từ các vị bô lão tham dự hội nghị Diên Hồng một tiếng hô đanh thép cùng lúc là chữ chiến. Nghe kể đến đây, tuy chỉ là chuyện kể từ sử sách ngàn năm xa xưa, nhưng với những ai tràn ngập tình yêu thương quê hương đất nước đều trào dâng một cảm xúc mãnh liệt và cảm nhận được hào khí hừng hực của cha ông nước Việt ta ngày xưa. Dân, chính hào khí anh hùng mãnh liệt đó đã được lan truyền thành làn sóng bừng bừng khí thế trong lòng dân cả nước Việt ta, quyết chí đồng tâm muốn bảo toàn bờ cõi Việt Nam. Và cuộc trưng cầu dân ý một cách có tính toán khôn ngoan của các bậc trị vì nhà Trần nước ta đã khiến lịch sử nước Việt ghi lại dấu ấn oai hùng khi đánh cho tan tác cả ba lần quân Nguyên Mông xâm chiếm nước Việt. Sử sách oanh oanh liệt liệt vẫn còn đó, dòng máu anh hùng nước Việt còn đó, đã được âm ỉ truyền lại qua bao thế hệ, nay đã bừng lên mãnh liệt trước nguy cơ Trung Cộng đang âm mưu xâm lấn bờ cõi Việt Nam. Trung Cộng bày tỏ thái độ ngang ngược bành trướng khắp nơi, ỷ mạnh hiếp yếu, bất chấp những công ước quốc tế về luật biển, và ngang nhiên đưa ra đường lưỡi bò hầu mong chiếm đoạt và kiểm soát Biển Đông. Nhưng họ không thể hiểu được là lòng dân Việt Nam ta yêu nước mãnh liệt ra sao, và làm sao họ biết được ý chí quật cường của dân tộc ta như thế nào. Có lẽ họ đã quên mất những bài học lịch sử từ xa xưa khi người dân nước Nam không hề chịu khuất phục trước một thế lực nào cả. Người dân nước Nam quyết không để mất một tấc đất nào cả. Từ những trận đánh oai hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, các chiến binh hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi xưa đã dũng cảm bất chấp sự hy sinh tính mạng, quyết bảo vệ hải phận Việt Nam, đến các cuộc biểu tình của người dân nước Việt rầm rộ khắp nơi ở khắp năm châu và trong nước đã phần nào nói lên chí khí anh hùng đó. Hôm nay đây, tại San Jose, miền Bắc Cali, lại diễn ra một hội nghị Diên Hồng thời đại do cụ Võ Toàn, 102 tuổi, khởi xướng. Hầu ước mong tạo nên một làn sóng hào khí Diên Hồng khắp năm châu, nhằm khẳng định cho các thế lực nhăm nhe xâm lấn rằng bờ cõi nước Việt Nam chỉ dân nước Việt ta được ở, và khẳng định chắc chắn lại một lần nữa lời truyền của cha ông ta khi xưa: Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng khi ban tổ chức lập bàn thờ tổ quốc và mời các vị lãnh đạo các tôn giáo và đại diện dân quân cán chính lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc. Cho dù sống xa đất nước thân yêu,
nhưng lòng yêu nước và hành động trang nghiêm trước hồn thiêng dân tộc đã khiến sự xúc động tràn dâng khắp hội trường. Bài hát Đáp Lời Sông Núi cất lên trong sự hòa vang của quan khách tham dự. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bao đời sang sáng, ta thề chết cho quê hương. Đây muôn chiều con tim, đây muôn chiều khối óc, cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, bốn nhà năm chưa một lần khôi phục ngoài xăm. Nhà văn Chu Tấn cho chúng tôi biết về cảm xúc của ông. Ở Bắc Cali này thì có cụ Võ Toàn, là một cụ già 102 tuổi. Và không phải là bây giờ, mà từ năm 2000 là cụ đã thao thức về vấn đề Diên Hồng. Thế mà lúc đó thì cụ có nhờ chúng tôi giúp cụ để mà thực hiện Diên Hồng. Thì chúng tôi nói là lúc đó chưa tới thời cơ. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cụ nhờ chúng tôi giúp cụ để thực hiện Diên Hồng thì chúng thấy đấy, tới cái thời cơ này là đúng lúc để mà chúng tôi cùng với cụ Võ Toàn, cụ Phạm Văn Tường, cụ Trường Giang và nhiều cụ khác nữa để mà thực hiện cái hội nghị Diên Hồng. Vậy cái hội nghị này làm sao mà bác có thể cho mọi người biết đến mà để tham dự? Thưa cô và thưa quý thính khán giả, là vì chúng tôi quan niệm cái không gian ở hải ngoại nó quá rộng lớn, cho nên chúng ta không có thể làm một ngày mà cả Âu Châu, Úc Châu rồi Hoa Kỳ được. Cho nên chúng tôi quan niệm là chúng ta phải chia nhỏ vấn đề ra, tức là chúng ta phải làm từ dưới lên trên. Là chúng tôi quan niệm là mỗi nơi sẽ thành hình một cái hội nghị nhân sĩ Diên Hồng ở địa phương. Thí dụ như ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị Diên Hồng, nhân sĩ Diên Hồng ở Nam Cali. Và hôm nay 31 tháng 7 thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị Diên Hồng ở Bắc Cali. Và sau này sẽ mở rộng ra bên Houston, Texas hay là bên các cái tiểu bang khác. Sau khi mà chúng ta có được nhiều cái hội nghị Diên Hồng, hội nhân sĩ Diên Hồng ở các địa phương, các thành phố lớn, Âu Châu, Úc Châu, thì chúng tôi sẽ hợp nhau lại và sẽ tổ chức một cái hội nghị Diên Hồng cấp Liên Châu hay là cấp toàn hải ngoại. Dạ. Vậy bác có lời gì để gửi gắm đến các quý vị khán giả đang coi đài truyền hình Việt Today về cái hội nghị Diên Hồng? Dạ, chúng tôi xin là nhờ phương tiện truyền thông của quý vị cũng như của quý đài cũng như là tất cả các cái cơ hội, các cái phương tiện truyền thông của hải ngoại, xin quý vị làm ơn loan truyền cái tin là bây giờ chúng ta ở trong cái tình trạng là nước sắp mất, đại họa mất nước nó đã đến tới gần. Thì lúc này hơn lúc nào hết chúng ta phải xóa bỏ cái thị hiềm và chúng ta ngồi lại với nhau để mà thành hình cái hội nghị Diên Hồng đầu tiên là cấp địa phương và sau sẽ đi tới cái hội nghị Diên Hồng toàn cầu. Ban văn nghệ Lam Sơn với hoạt cảnh hội nghị Diên Hồng đã làm không khí của hội trường trùng xuống, nhường chỗ cho cảm xúc tôn vinh khí phách của cha ông nước Việt ta. Chúng con quyết noi gương cha ông đồng tâm tạo dựng một khí thế mới cho người Việt muôn nơi. Xin nhen nhóm lên ngọn lửa yêu nước linh thiêng cầu ước có thể làm bùng cháy lên hào khí bất khuất của dân tộc Việt Nam 4.000 năm lịch sử quật cường. Hãy dập phương Bắc, dầu xâm phạm bờ cõi nước ta, triều đình bát truyền rằng hỡi các bô lão trên toàn quốc, trước những nước lên hòa hay lên chiến, quyết chiến quyết chiến luôn, cứu nước nhà hơn chi dân hùng ai. Thế nước yêu hay gì có chiến tranh hy sinh, thế nước yêu hay gì có chiến tranh hy sinh. Bác sĩ Phạm Đức Vượng cho chúng tôi biết thêm. Diên Hồng trên tinh thần đó, tất cả toàn dân trong một nước thì muốn mang cái tinh thần chiến đấu để bảo vệ bờ cõi trước kẻ xâm lăng. Mà nói trắng ra tức là kẻ xâm lăng của chúng ta là kẻ thù phương Bắc, tức là Trung Cộng. Nhưng nước chúng ta nhỏ thì chúng ta không có làm nước thì không có đủ nhân lực cũng như là vũ khí để chống lại. Nhưng mà cái tinh thần Diên Hồng là cái tinh thần đoàn kết và tinh thần quyết tâm
Chắc nếu ai mà đã biết rằng là thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh, hy sinh và đoàn kết, thì cái tinh thần trên hội nghị Diên Hồng đã được nhắc lại trong giai đoạn này. Nhưng trong cái giai đoạn này thì cái sinh hoạt chúng ta không sống ở trong nước, cho nên không thể nào tập trung hết tất cả những người trong nước hoặc là các người Việt kiều tại hải ngoại cùng một lúc. Mà chúng tôi, cái hội đồng nhân sĩ này, ngày bữa nay chúng tôi vận động để thành lập cái hội đồng nhân sĩ tại địa phương Bắc California, sau khi ở Nam California đã có rồi. Thì bây giờ Bắc California sẽ làm, rồi sau đó những nơi khác, cộng đồng khác, ví dụ như là nơi mà nó đông người Việt, ví dụ như là Houston hay là Virginia, hoặc là Florida, đi từng bước một như vậy. Và cuối cùng thì sẽ có cái buổi họp tất cả những cái đại diện của các cái địa phương đó để thành ra một cái hội nghị Diên Hồng hải ngoại. Dạ, chú có lời gì muốn gửi tới cho mọi người cho qua Đài Việt Today? Cảm ơn Đài Việt Today đã cho tôi cái dịp để nói lên là cái sự truyền bá cái tinh thần của cái hội nghị Diên Hồng thời đại theo như vậy, tức là kêu gọi tất cả mọi thành phần người Việt tại hải ngoại cùng nhau đứng với nhau để tạo nên một cái tiếng nói, một cái sức mạnh giúp cho cái tinh thần bảo vệ non sông, yểm trợ cho những đồng bào ở trong nước chống lại cái kẻ thù phương Bắc, tức là Trung Cộng hiện nay đang xâm lấn, đã chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cũng đang có lăm le để mà chiếm luôn cả cái nước Việt Nam nữa. Thì đó là cái tinh thần của Hội nghị Diên Hồng báo động với tất cả mọi người, không kể tuổi tác, thành phần, tôn giáo, xã hội hoặc là nghề nghiệp, tất cả mọi thứ, chúng ta là con dân Việt, chúng ta có bổn phận đối với đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn lão nông Võ Toàn cùng ban tổ chức đã quyết bỏ tâm huyết để cùng nhau gây dựng một ngày hội thật có ý nghĩa. Tuy hội trường nhỏ, tuy khách quan tham dự không đông đảo, nhưng lòng yêu nước của các ông bà, cô bác và quan khách tham dự đại hội quả thật rất lớn lao. Sự nghiêm trang tôn kính trong nghi lễ với tổ quốc thật đáng tôn trọng, và hơn nữa là chí khí quật cường của khách quan tham dự thật đáng khâm phục. Mong sao nước Việt ta đời đời được giữ yên bờ cõi, muôn dân được sống trong an lạc, thái bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.